cho ai được cho em luôn. Nửa đời yên tâm nắng lần chuối xa rời mây tóc trước nhạt mùi đời của em đây như là
Còn em là ngọn gió Tây Nam từ biển cả mang ơi lành theo về. Anh Tuấn, vậy là anh đã qua rồi cơn hạn lạnh lùng. Không phải chỉ riêng em mà cả anh đây cũng mong đợi ngày hai đứa mình chồng vợ đôi, vì tình yêu dĩ như biển xanh lúc nào cũng gần sông đuổi theo nhau thành bọt nước tan nhanh, còn hôn nhân thì như ruộng lúa mênh mông để cùng nước biển xanh kết thành dòng muối trắng. Tin ở anh mà. Tùng ơi, nếu anh cưới em vì sự đam mê đắm đuối thì em chắc rằng có ngày anh sẽ vui. Chừng đó anh lại xem chuyện hôn nhân là kỹ lắm đó. Nhưng mà em còn lo một điều nữa, còn gia đình của anh nó thì nghĩ sao nè?
Gia đình anh thì phải thì gia đình anh chứ sao nè, mà em cứ hỏi lẩn thẩn hoài à. Thôi em ở đây nha, để anh về anh chuẩn bị thiệp thùng lo ngày đám cưới của đôi mình. Anh về nha. Ủa? Nè, về lẽ vậy hả? Ở nhà không có được suy nghĩ gì hết, nghe không? Giỏi đi anh cưng.